Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, tôi xin được trình bày bài báo cáo chẩn đoán và điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân hen và COPD gọi là Odosa obstructive the disease and OSA. Bài trình bày của tôi có 5 phần. Thứ nhất là tổng quan về ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay là OSA. Thứ hai là về số cái cơ chế tương quan giữa bệnh phổi tắc nghẽn hay obstructive lung disease và OSA. Thứ ba là những vấn đề liên quan tới chẩn đoán và điều trị của COPD và OSA. Thứ tư là vấn đề chẩn đoán và điều trị hen phế quản ở bệnh nhân bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và sau cùng là một số cái kết luận chung. Thì như chúng ta đã biết, tần suất của bệnh ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay là OSA rất là cao ở người trưởng thành, từ 14 cho tới 34% ở nam giới và ở nữ giới khoảng từ 5 cho tới 17%. Tại Việt Nam, theo cái nghiên cứu đa trung tâm của chúng tôi, thì tần suất OSA ở trong dân số chung trưởng thành là 8,5%. Và đặc biệt, tần suất của OSA rất là cao trong những nhóm bệnh nhân có cái bệnh lý về mạch máu não, bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp kháng trị có thể lên đến trên 70%, tiểu đường trên 60%. Và đối với bệnh đường hô hấp dưới như hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ACO trồng lấp hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tần suất thay đổi từ 35,5 cho tới 64,4% trong những nghiên cứu của chúng tôi trước đây. Và như chúng ta đã biết, OSA là một cái bệnh có cái gánh nặng sức khỏe rất là trầm trọng, tại vì nó làm tăng cái nguy cơ các cái biến cố tim mạch và chuyển hóa, và đặc biệt là ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, làm giảm các cái năng lực hoạt động về trí tuệ, làm tăng cái nguy cơ vì tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Về cơ chế sinh bệnh học thì chúng ta cũng đã biết là đối với những cá thể có cái yếu tố nguy cơ của bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay OSA, thì khi đi vào giấc ngủ sẽ làm giảm cái trương lực cơ ở cái vùng hầu họng và làm hẹp vùng hầu họng, và do vậy cái gây ra cái sự gắng sức hô hấp yếu, bị ngưng thở tắc nghẽn thì như vậy chúng ta thấy gây ra cái tình trạng là giảm oxy máu và tăng thanh khí. Và sau khi cái gắng sức hô hấp đã vượt qua được cái tình trạng tắc nghẽn thì chúng ta thấy nó sẽ làm cho cái giấc ngủ bị phân mảnh với các cái vi thức giấc xảy ra rất là nhiều trong đêm. Trong cái cơ chế về cơ học của cái tắc nghẽn cái vùng hầu họng trong OSA thì chúng ta thấy là Schwartz và cộng sự đã mô tả rất là chi tiết trong cái cơ chế liên quan đến cái tăng kháng trở statin. Ở đây chúng ta có thể là hiểu một cách khái quát rằng nếu có sự thay đổi của cái áp suất thượng nguồn ở cái vùng mũi hầu họng và ở vùng hạ nguồn ở khí phế quản thì như vậy nó là sẽ làm thay đổi cái áp suất cực điểm của cái vùng hầu họng. Đây là những vùng mà có cái mô mềm dễ bị xẹp. Trong trường hợp thứ nhất, nếu chúng ta có cái tình trạng tắc nghẽn của cái đường dẫn khí trên ở cái vùng mũi, ví dụ như trong cái polyp mũi vì mũi dị ứng, và kể cả trong những cái trường hợp tắc nghẽn cái đường hô hấp dưới trong heo và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, như vậy chúng ta thấy nó sẽ làm tăng cái áp suất cực điểm và như vậy sẽ làm cho cái vùng hầu họng sẽ bị xẹp lại. Và cũng tương tự, có cái mối tương quan giữa cái áp suất cực điểm và cái tình trạng hẹp của vùng hầu họng. Nếu dòng khí đi vào bị giảm, chúng ta thấy trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và trong hen thì chúng ta thấy có giảm cái dòng khí đi vào, và do vậy thì chúng ta sẽ thấy làm tăng cái nguy cơ bị xẹp cái vùng hầu họng. Và cái cơ chế này được chúng tôi khái quát trên cái hình vẽ trên đây, và như vậy chúng ta thấy áp lực thượng nguồn, kháng trở thượng nguồn và áp lực hạ nguồn và kháng trở hạ nguồn nếu bị tăng lên thì sẽ làm cho cái vùng hầu họng chúng ta bị xẹp lại khi ngủ. Và đó là cái cơ chế sinh bệnh học của OSA. Và như vậy, cái mối tương quan giữa bệnh phổi tắc nghẽn và OSA
hay còn gọi theo một cái thuật ngữ mới được công bố vài năm gần đây, đó là Odusa. Vậy chúng ta thấy giữa Osa, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen, chúng ta thấy có các cái yếu tố nguy cơ chung, đó là cái tình trạng hút thuốc lá, béo phì, có cái trào ngược dạ dày thực quản. Như vậy đây là những yếu tố làm cho các cái bệnh hen tăng nguy cơ bị Osa, và cũng làm cho Osa nếu có những yếu tố này làm tăng nguy cơ bị hen, và ngược lại nếu những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen có những cái yếu tố thì là béo phì, hút thuốc lá chủ động, như vậy thì chúng ta thấy làm tăng cái nguy cơ bị Osa. Và trên cái hình vẽ này chúng ta thấy sự tương tác giữa bệnh phổi tắc nghẽn, ở đây có thể là hen, có thể là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và Osa thì rất là rõ ràng thông qua những cái đặc điểm về lâm sàng. Ví dụ như là ở những người bị bệnh phổi tắc nghẽn có tình trạng béo phì, có các yếu tố đặc điểm về về bệnh học, và có các cái tình trạng viêm toàn thân, sử dụng corticoid có thể là hít hoặc uống, và có một số các bệnh đồng mắt như là ta thấy là viêm mũi dị ứng, rồi trào ngược dạ dày thực quản, thì làm tăng cái nguy cơ bị Osa. Và ngược lại ở những người bị Osa hay là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, nếu có những cái yếu tố như ở đây chúng ta thấy những cái yếu tố này là những đặc điểm sinh bệnh học và lâm sàng của Osa, đó là tình trạng viêm tại chỗ, tình trạng viêm toàn thân, co thắt phế quản, và như vậy tăng cái tình trạng là cái kháng trở, đường thở và giảm oxy máu kết quản, trào ngược dạ dày thực quản, thì đều làm tăng cái nguy cơ bị bệnh phổi tắc nghẽn, cụ thể hơn đó là hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và trên cái giảng đồ Venn này chúng ta thấy như vậy, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và Osa có sự trùng lắp với nhau. Như vậy chúng ta thấy ở ba cái cấp độ, và cái mức độ chung của ba cái trùng lắp này đó là trùng lắp giữa hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Osa, chúng ta gọi đây là Odusa. Và phần tiếp theo tôi xin được nói ý đến một số cái đặc điểm về mối tương quan giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay là Osa. Như vậy chúng ta thấy người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một cái cơ địa để dễ bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Tuy nhiên đây vẫn còn những cái vấn đề còn phải tranh cãi trong cái mối tương quan này. Và kết quả của các cái nghiên cứu về tổng quan hệ thống thì cho chúng ta thấy rằng cái tần suất của ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay Osa ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó thay đổi theo cái mức độ nặng của tắc nghẽn dòng khí thở ra trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và đối với những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng, chúng ta thấy trên 65% là bị đồng mắc Osa. Và do vậy những cái nghiên cứu gần đây cho thấy cái tần suất của Osa ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thay đổi từ 2,9 cho tới 66%. Và đặc biệt ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có những cái đặc điểm như là có cái chỉ số BMI cao, hoặc là hút thuốc lá chủ động, không cai được thuốc lá, thì nó là những yếu tố nguy cơ bị Osa. Và trong vấn đề điều trị thì nếu bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bị Osa thì chúng ta thấy là nếu những bệnh nhân này có chỉ định được điều trị bằng CPAP, như vậy thì sẽ giúp cho giảm cái tỷ lệ tử vong so với những bệnh nhân có cái trồng lấp nhưng mà không được điều trị bằng CPAP. Đây là một cái thông điệp rất là quan trọng trong cái thực hành lâm sàng. Và sự tương tác giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và Osa hay ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nó ở cấp độ nào và nó như thế nào, thì thứ nhất chúng ta thấy bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó có những yếu tố làm tăng nguy cơ bị Osa, ví dụ như cái tình trạng về quá tải dịch tuần hoàn, cái thứ hai là hút thuốc lá, cái thứ ba là tình trạng suy yếu của hệ cơ xương,
và đặc biệt dùng thuốc như là thuốc corticoid dạng hít hoặc là hít liều cao hoặc là dùng đường toàn thân, thì đây là những cái yếu tố nó làm tăng cái nguy cơ bị ô xa. Tuy nhiên bên cạnh đó còn những cái yếu tố khác thì hiện nay vẫn đang được nghiên cứu. Một điều may mắn rằng bên cạnh đó thì cái người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nếu có những cái yếu tố đặc điểm sau đây thì sẽ làm giảm cái nguy cơ bị ô xa. Ví dụ như đây là những cái người có cái chỉ số khối cơ thể thấp, có tình trạng căng phòng phổi là ứ khí phổi, những người có cái giấc ngủ REM ngắn, tuổi cao hoặc là có cái điều trị hỗ trợ bằng theophylline, mặc dù theophylline thì hiện nay rất là ít sử dụng. Như vậy có tác dụng làm bảo vệ giảm cái nguy cơ bị ô xa, và như vậy chúng ta thấy giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD và ô xa có cái sự tương tác với nhau rất là cụ thể. Về cấp độ sinh học phân tử thì chúng ta thấy rằng như vậy là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD và ô xa có cái những cái đặc điểm tương tự nhau trong cái sinh học phân tử. Ở đây cũng thông qua cái cơ chế là giảm oxy máu, cái thứ hai là qua cái những yếu tố nguy cơ, những bất thường ví dụ là tình trạng hút thuốc lá, bất thường về cái tổ chức mỡ, thì chúng ta thấy cũng tạo ra cái stress oxy hóa và tăng cái sản xuất, tăng biểu hiện và tăng cái hoạt tính của các cytokine viêm, ví dụ như là TNF alpha, interleukin 8, CRB và interleukin 6. Tất cả những các cái cytokine viêm này cùng với stress oxy hóa nó sẽ ảnh hưởng lên chức năng của tế bào nội mạc, làm tăng cái nguy cơ làm xơ vữa mạch máu và gây ra các biến cố tim mạch. Do vậy chúng ta thấy đây là cái đặc điểm chung về sinh bệnh học giữa hai cái bệnh đầu mắt, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ô xa. Và trên cái slide này cho chúng ta thấy đặc điểm về cái sự giảm oxy máu khi ngủ ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta thấy có sự giảm hàng định trường diễn của độ bão hòa oxy máu. Tuy nhiên ở giai đoạn giấc ngủ REM thì cái tình trạng này có thể là nặng hơn. Trong khi đó ở bệnh nhân bị ô xa, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, chúng ta thấy sự giảm oxy máu khi ngủ nó xảy ra cách khoảng từng đợt liên quan tới cái biến cố ngưng thở khi ngủ. Và như vậy có cái hình chúng ta thấy rất là đặc trưng, hay được gọi là cái hình mà tuyết trên mây nhà. Và nếu bệnh nhân có cái trồng lấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ô xa, chúng ta thấy sẽ kết hợp cái đặc điểm của cả hai bệnh. Và như vậy giảm oxy máu, độ bão hòa oxy máu khi ngủ kéo dài, và bên cạnh đó có những cái điểm giảm oxy máu rất là sâu và cùng với sự tăng than khí. Đây là một cái đặc điểm của cái giảm oxy máu khi ngủ trong cái trồng lấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ô xa. Về cái tần suất của ô xa ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì hiện nay cũng có các cái nghiên cứu của đa trung tâm của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bạch Mai, các cái trung tâm của chúng tôi thì đang thực hiện tần suất tương đối cao. Trong cái nghiên cứu trước đây của chúng tôi thực hiện năm 2014 thì trên một cỡ mẫu nhỏ rất nhỏ khoảng 30 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ trung bình thì cái tần suất ô xa là khoảng 23%. Và đặc biệt những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có tình trạng như là ngáy về đêm, tiểu đêm, có cái thang điểm ép quật cao thì như vậy nó làm tăng nguy cơ bị ô xa hơn so với những bệnh nhân không có cái triệu chứng. Liên quan tới vấn đề điều trị thì chúng ta thấy nếu bệnh nhân bị ô xa và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thấy nếu không được điều trị thì chúng ta thấy là cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay là ô xa nó làm tăng cái nguy cơ là những cái đợt kịch phát của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và làm tăng cái nguy cơ tử vong so với người không bị. Và đặc biệt nghiên cứu mới đây trên tạp chí Stress đã cho thấy rằng là nếu người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay là ô xa và bị đồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nếu thời gian điều trị bằng CPAP
CPAP mà thấp hoặc là không điều trị như vậy, nó làm sẽ làm cho cái dự hậu của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rất là xấu. Và như vậy chúng ta thấy một cái thông điệp rất là quan trọng trong cái thực hành lâm sàng là đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nếu có trùng lắp với lại OSA và nặng thì chúng ta phải điều trị bằng CPAP, giúp cải thiện triệu chứng của cả hai bệnh, giúp làm giảm cái đợt kịch phát của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và giúp là giảm cái nguy cơ tử vong cho người bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ kèm với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và đối với bệnh hen thì như thế nào trong cái mối tương quan giữa hen và OSA? Như vậy chúng ta thấy đối với hen và OSA thì cái sự mà tương quan của hai cái bệnh này là có mối tương quan giữa hai chiều, hen làm tăng nguy cơ bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và ngược lại, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay OSA cũng làm tăng cái nguy cơ là bị hen. Và trong cái cơ chế bệnh sinh thì chúng tôi sẽ trình bày trong những cái slide tiếp theo. Và đặc biệt cả hai bệnh đều có những cái yếu tố nguy cơ, đó là viêm mũi dị ứng, trào ngược dạ dày thực quản và béo phì. Và như vậy trên cái hình này thì chúng ta thấy trong cái vấn đề về cái tăng cái nguy cơ của OSA ở bệnh nhân bị hen phế quản, chúng ta thấy cái cơ chế rất là cụ thể thông qua các cái hóa cảm thủ quan thể cảnh và cũng như là một số cái sự nhạy cảm của đối với của hệ hô hấp đối với cái tình trạng ngưng thở khi ngủ, tình trạng giảm oxy máu và làm cho cái hoạt động của cái hệ hô hấp không ổn định khi ngủ, và do vậy nó làm tăng cái nguy cơ của bị OSA. Bên cạnh đó chúng ta thấy còn có nhiều các yếu tố khác liên quan tới những cái cấu trúc về giải phẫu của vùng hầu họng ở người bị hen phế quản hoặc là ở người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, làm tăng cái nguy cơ bị OSA. Và ngược lại, OSA với những cái cơ chế khác nhau, trong đó quan trọng nhất là giảm oxy máu cách quản và cũng như là những cái cơ chế viêm thì cũng làm thay đổi tái cấu trúc của cái đường dẫn khí, làm cho cái tình trạng hen sẽ nặng hơn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ nặng hơn. Và do vậy trên cái hình vẽ này thì chúng tôi cũng khái quát lại về mối tương quan giữa hen và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Chúng ta thấy xảy ra chủ yếu ở cái sự mà gia tăng cái kháng lực hạ lưu hay là ở khí quản phế quản, cũng như là làm giảm cái sự giảm cái thể tích dòng khí đi vào trong bệnh hen, làm thay đổi cái áp suất cực điểm ở cái vùng hầu họng và làm xẹp cái vùng hầu họng và gây ra cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và đặc biệt cái mối tương quan giữa hen và OSA, đó là mối tương quan hai chiều, có thể là trực tiếp. Ví dụ như ở đây là do những cái vấn đề về cái phản xạ thần kinh, có tình trạng giảm oxy máu cách quản khi ngủ, tình trạng viêm, sự gia tăng của các cái yếu tố tăng trưởng mạch máu, sự bất thường về leptin cũng như là giấc ngủ sẽ bị phân mảnh. Và như vậy đây là cái mối tương quan trực tiếp. Bên cạnh đó thì giữa hen và OSA thì cũng có mối tương quan tương tác qua lại lẫn nhau một cách gián tiếp. Ví dụ như người bị hen dùng corticoid kéo dài, như vậy chúng ta cũng thấy làm tăng cái nguy cơ bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, hoặc là người bị hen phế quản thì cái tần suất mà bệnh viêm mũi dị ứng đi kèm rất là cao, cũng làm tăng cái nguy cơ bị OSA, hoặc là hen kèm hút thuốc lá, béo phì. Thì đây là những yếu tố nguy cơ cho OSA. Và ngược lại, OSA như vậy với cái cơ chế bệnh sinh và cũng như là những cái bệnh đồng mắc khác đi kèm, ví dụ như là chúng ta thấy trào ngược dạ dày thực quản, rối loạn chức năng của tim thì cũng làm tăng cái nguy cơ bị hen ở trên những người bị OSA. Đặc biệt trong cái hen về đêm thì chúng ta thấy trong cái hen về đêm thì ngoài các cái vai trò của các cái yếu tố, nhiều yếu tố khác nhau. Như đây chúng ta thấy vai trò của thụ thể beta, của nồng độ của glucocorticoid,
rồi cái hoạt tính của hệ giao cảm, yếu tố môi trường, rồi cũng như là trào ngược dạ dày thực quản, nhịp sinh học ngày đêm, sự nồng độ melatonin về đêm, cũng như các yếu tố viêm, thì trong đó có cái vai trò của OSA, ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ, có thể làm cho những người hen có những cái cơn hen về đêm. Và đây là một cái điều tôi thấy rất là thú vị trong cái kiểm soát hen, đặc biệt những cái cơn hen về đêm thì chúng ta phải lưu ý là ở những người bị hen có cái yếu tố nguy cơ bị ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ, chúng ta phải tầm soát để có chẩn đoán và điều trị kịp thời. Và như vậy về cái tần suất của OSA ở người bị hen phế quản thì như thế nào, thì cái tần suất cũng rất là cao và như nó tùy theo cái mức độ nặng của hen, và đặc biệt cái tần suất này cao ở những người bị hen nặng và thấp hơn ở người bị hen ở mức trung bình so với cái dân số chung. Và như vậy ở những người mà bị hen, đặc biệt là hen khó trị, thì các nghiên cứu gần đây cho thấy là cái tần suất rất là cao, có thể lên đến 74,5%. Trong cái nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện ở Viện Nhi Trung ương ở trên trẻ em, thì cái tần suất ngừng thở tắc nghẽn của trẻ nó thay đổi tùy theo cái mức độ nặng của bệnh 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 hen, và đặc biệt những trẻ mà có cái tình trạng viêm mũi dị ứng đi kèm và ngáy thì nó có cái nguy cơ bị ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ hay là OSA rất là cao. Và trong một cái nghiên cứu phân tích gộp thì chúng ta thấy cái kết quả rất là hay, trong một cái cỡ mẫu trên 2577 người bệnh nhân là được điều trị bằng bằng CPAP. Và như vậy trong đó thì sau khi loại trừ những các cái bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn khác thì có 152 bệnh nhân hen và bị đồng mắc ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và được điều trị bằng CPAP và chẩn đoán bằng đa ký giấc ngủ hoặc là đa ký hô hấp. Thì chúng ta thấy là như vậy nếu bệnh nhân hen được điều trị bằng CPAP thì như vậy sẽ giúp cho cái cải thiện được cái kiểm soát hen, và cái điều này được chứng minh qua cái kết quả của cái nghiên cứu trên cái biểu đồ sau đây. Như vậy chúng ta thấy trên cái thang điểm biểu kiến về các cái triệu chứng của hen, nếu bệnh nhân hen bị OSA điều trị bằng CPAP ở nữ hoặc ở nam, chúng ta thấy làm giảm cái số điểm về cái mức độ trầm trọng của triệu chứng. Và tương tự trong cái thang điểm kiểm soát hen và ACT thì chúng ta thấy đối với những người bệnh nhân hen mà điều trị bằng CPAP thì cái số thang điểm kiểm soát hen tốt nó sẽ tăng lên so với cái mức cơ bản trước khi điều trị. Như vậy cái điều này cho thấy rằng là nếu bệnh nhân bị hen được điều trị CPAP do cái ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ nặng thì như vậy sẽ giúp cho cái việc kiểm soát hen sẽ tốt hơn. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng có hai cái thông điệp rất là quan trọng trong cái chẩn đoán và điều trị hen phế quản ở bệnh nhân bị OSA hay là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Như vậy là nếu điều trị bằng CPAP thì sẽ cải thiện được cái triệu chứng ban ngày và cả triệu chứng về đêm, giúp cho làm giảm cái sử dụng các cái thuốc mà cắt cơn, giúp giảm được các cái đợt kịch phát, cải thiện chất lượng cuộc sống và đặc biệt là cải thiện luôn cả cái lưu lượng đỉnh buổi sáng và buổi chiều. Do vậy là việc điều trị CPAP ở những bệnh nhân hen bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ độ nặng là phải được chỉ định và cần phải lưu ý đến cái sự mà về cái dung nạp của người bệnh. Như vậy nếu tuân thủ điều trị dung nạp tốt thì chúng ta thấy bệnh nhân hen bị cái đồng mắc với OSA sẽ làm giảm cái nguy cơ tử vong do bệnh hen và đặc biệt là giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Và như vậy thì trong phần kết luận thì tôi xin đưa ra một số các cái
nhận định chung như sau. Thứ nhất là cái OSA hay là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, đây là một cái vấn đề của sức khỏe cộng đồng rất là quan trọng cho các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là cái việc mà đo đa ký giấc ngủ hay đo đa ký hô hấp thì cái chi phí rất là cao, và đặc biệt như ở Việt Nam thì các cái số lượng các cái sleep lab hoặc là các cái trung tâm, các cơ sở y tế có thể đo được đa ký giấc ngủ, đo đa ký hô hấp thì rất là ít. Theo ước tính của chúng tôi là khoảng trên dưới 30 cơ sở. Và ngoài ra, theo cái khuyến cáo của AASM, đó là cái Viện Y học Giấc ngủ của Hoa Kỳ, American Academy of Sleep Medicine, thì trong cái khuyến cáo cuối cùng năm 2017 thì cũng chỉ đưa ra là cái việc mà đo cái đa ký giấc ngủ, đa ký hô hấp tập trung vào những cái bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch, những bệnh nhân có bệnh lý thần kinh cơ, hoặc là những cái trường hợp rối loạn về giấc ngủ, ngủ khác. Và do vậy, đối với bệnh nhân có cái bệnh tắc nghẽn đường hô hấp thì hiện nay thì chúng ta thấy chưa có một cái khuyến cáo cụ thể, mặc dù cái tần suất rất là cao của cái OSA ở bệnh nhân hen hoặc là ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như cái phần trình bày trước đây của chúng tôi. Và do vậy, tôi đưa ra năm cái kết luận sơ bộ như như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải tầm soát cái OSA hay là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân hen và bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là những bệnh nhân hen có thêm những cái đặc điểm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vì tần suất rất là cao. Cái thứ hai là việc mà tầm soát này nó dựa vào, thứ nhất là về hỏi cái bệnh sử, dựa vào các đánh giá lâm sàng và các cái bộ câu hỏi mà chúng ta đã biết, câu hỏi về nguy cơ của OSA nhờ stop ban, hoặc là câu hỏi về Epworth về cái chứng buồn ngủ ban ngày. Bên cạnh đó, sau khi đã được tầm soát, đã được chẩn đoán, nếu cái OSA ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ nặng mà không được điều trị ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thấy nó làm giảm đi cái chất lượng cuộc sống. Và nếu được điều trị, chúng tôi thấy là cái điều rất là may mắn là nó cải thiện được cái sự sống còn và cải thiện được dự hậu của người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trồng lấp với OSA. Đối với người bị hen thì chúng ta thấy nếu người trưởng thành bị hen, bị đồng mắc với OSA nặng thì chúng ta thấy việc điều trị CPAP rất là tốt. Đối với trẻ em thì thường là do bởi cái phì đại amidan thì chúng ta thấy là thường cắt. Thì như vậy, với hai cái điều trị này ở người lớn và trẻ em, nó sẽ giúp cho cải thiện được cái triệu chứng của hen, giúp hen cái kiểm soát tốt hơn, và đặc biệt là nó cải thiện về cái chức năng hô hấp. Và sau cùng là ngoài những cái công cụ về lâm sàng, các cái bộ câu hỏi đánh giá để tầm soát, thì trong tương lai ta cũng phải có những cái nghiên cứu sâu hơn về các cái chỉ điểm sinh học để giúp cho chúng ta có thể tầm soát sớm và có cái độ tin cậy cao về cái sự trồng lấp giữa cái OSA hay là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ ở bệnh nhân hen và bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay còn gọi đó là ở những bệnh nhân có cái tắc nghẽn mà phổi OND, obstructive lung disease. Và trên đây là phần trình bày của chúng tôi. Xin cảm ơn thầy cô trong chủ tọa đoàn, các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp và các đại biểu tham dự. Xin trân trọng cảm ơn.